Dạ vâng, xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio âm thanh số. Và trong ngày hôm nay, chúng em lên sóng, các em có nhìn thấy ngập tràn rất nhiều những cái mẫu loa mang hơi hướng mùa xuân nhé, màu đỏ tươi, rất đẹp ạ. Ngày hôm nay chủ đề chính vẫn là những cấu hình combo với những bộ loa full B12. Đầu tiên đến với tổng thể cấu hình của bộ combo thì chúng em xin mời các em đến với cái thông số lý tưởng của cấu hình cặp loa B12. Đối với dòng loa full B12 của hãng VWorld thì các anh em không còn xa lạ khi mà các em đã theo dõi kênh của JK Audio chúng em. Với sản phẩm chính hãng bán ra hiện tại với giá là 16 triệu đồng, em xin đi vào chủ đề chính luôn là báo giá và thông số kỹ thuật. Đầu tiên là về cái kích thước của dòng loa B12 này là có kích thước cụ thể như là cao của nó 60cm và ngang là 36 và sâu là 30. Màu đỏ đẹp, vân gỗ, đặc biệt là phiên bản năm nay kèn vàng rất đẹp ạ. Cái cách phối màu của thương hiệu WeWood đã đem được lại một cái gì đó nó cực kỳ sang trọng, các em có thể nhìn thấy. Vỏ gỗ màu đỏ, kèn vàng. Nó tương tự như dòng cao cấp hơn nó là SH1800 thì cũng là kèn vàng, vỏ gỗ màu đỏ. Đó, này đẹp cực kỳ. Nó có một cái tấm y căng lụa bịt phía trước, nhưng em thì hôm nay xin phép được bỏ y căng ra. Các em muốn xem có thể vào theo dõi những video trước đây có cái tấm y căng. Bát 30 màng, cái này của nó là gân vải tẩm dầu nhá, gân vải tẩm dầu. Con bát này là bát của dòng loa full, kèn cũng là kèn của dòng loa full. Với phong cách thiết kế thì nó lại mang một chút hơi hướng của một dòng loa nghe nhạc high end. Kể cả cái thông số, cái cầu chạm đằng sau của sản phẩm nhá, đồ loa rất là nặng. Anh máy quay có thể quay lại gần một chút xíu. Các bạn nhìn thấy thông số đầy đủ của cái dòng B12 này. Đấy, công suất của nó thể cho chúng ta khai thác dao động từ 600 1000W trở thành 8 ohm. Có cả cầu chạm đánh B-Way nha. Các em có thể tách ra đánh hai cầu dưới đánh bát, hai cầu trên đánh chép. Rất tuyệt vời. Để dòng này thì đáp ứng được cho các anh em cái nhu cầu là sử dụng những cái bản nhạc cao cấp sử dụng hai âm ly để đánh, tách cái giải low và giải high ra. Tiếp đến bên này thì em đang lên một hoàn chỉnh một cấu hình gồm có con đẩy D50S và bộ mic VK321. Đầu tiên thì cặp loa em có giới thiệu rồi, cặp loa là loa full mang cái phong cách nghe nhạc high end. Đến với cái bộ dàn máy này thì công ty chúng em đang sử dụng con đẩy D50S để ghép với đôi B12. Đẩy D50S nó cũng là thương hiệu WeWood, nó cùng thương hiệu của đôi loa. Con này là con đẩy mới ra nhất của hãng WeWood hiện nay. Nó có rất nhiều những công nghệ mới như là không còn sử dụng cái chip X7 nữa mà lên đến con chip giải mã cao cấp hơn, đó D50S. Và thứ hai nữa là cái công suất được nâng lên ổn định hơn, cái hình thức bên ngoài nó mãn nhãn hơn, đẹp hơn, đặc biệt là được trang bị màn hình. Nó sẽ lưu đỉnh lại những cái sóng nhạc để giúp cho chúng ta xem, chúng ta quan sát được là nó đang ở cái ngưỡng giải tần bao nhiêu. Nó có cho chúng ta cái thông số đầy đủ hết đây này, từ 90 cho đến 8.5K, và chúng ta nhân lên. Và có tính năng download, bật tắt download rất rõ ràng nhé. Màn hình hiển thị đầy đủ luôn. USB, Bluetooth, input, con này cổng quang, Bluetooth đầy đủ hết. Chống lũ tự động và reverb thông minh. Công suất khỏe, có 4 cửa ra để chúng ta khai thác đánh 4 loa. Tiếp tục nữa, các bạn em có thể nhìn thấy là ở ngay phía bên trên này. Ngay phía bên trên này thì đó là bộ mic VK321. Một bộ mic không dây mà ca sĩ bên chúng em hát và các bác anh em hát cũng được một cái khai thác về cái chất giọng rất là chuẩn. Chất giọng ấm, nhẹ, bay tiếng, không bị vỡ, không bị xé, không bị nát khi lên các nốt cao. Và đặc biệt là tiết kiệm pin, hát nhẹ mic, có nhiều tính năng thông minh như chống hú. Em cũng cho là nó có khả năng chống hú bởi vì nó có cái khả năng là lọc âm cũng như là cắt bớt cái giải tần số cao khi mà hát. Là nhiều bộ mic mà nó nhuận về cái giải trung, giải chép, trung cao chép á, thì khi chúng ta hát bắt đầu vào thì tiếng cảm giác nó hơi bị chua, thì nó gây ra hiện tượng chói. Đấy, còn bộ mic này thì cái tiếng mic của nó vào rất là đẹp, mượt, dễ hát. Bộ mic 321 hiện tại chúng em đang bán giá chính hãng nó là 3 triệu đồng. Ở trong cấu hình này thì chúng em sẽ có những cái giải cũng như có những cái phần quà đi kèm. Ví dụ như các em lấy tổng hệ của bộ combo này, chúng em dịch vụ bây giờ chúng em sẽ lắp đặt tại nhà cho anh em với cấu hình combo như thế này. Và em sẽ cộng tổng thể cho các anh em với cái cấu hình combo như thế này. Hiện tại với đôi loa của chúng em đang là 16 triệu đồng, kết hợp với chiếc đẩy D50S là 10 triệu 500 ngàn đồng. Và bộ mic VK321 là 3 triệu đồng, trong đó sẽ là 29 triệu 500 ngàn đồng.
29.500.000 đồng chúng em sẽ sẵn sàng tặng kèm các anh em, trên 1.000.000 đồng tiền mặt là còn 28.500.000 đồng miễn phí vận chuyển toàn quốc. Và ngày sau đây thì em sẽ đi vào test một bản karaoke để các anh em cũng có thể trải nghiệm được cái chất lượng karaoke của bộ combo này. Mùa xuân ơi, tặng em mùa xuân hát bên kia trời, đôi núi xanh ngời. Đâu đây tiếng đàn cầm buông lá lơi, đâu đây tiếng lòng tôi nghe tí thơi. Và em tôi lung linh giọt sương trắng trong vơi vời, em biết yêu rồi. Em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi, em yêu tiếng đàn tôi yêu thế thôi. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngã xinh môi em cười. Như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Như bao giọt sương còn vương mình trên lá, như bao nụ hoa ngã xinh môi em cười. Như xuân chờ đông tình ta còn xa quá, nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ. Đêm nay từng đàn chim trắng về xa em, biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em.